Chào mừng các bạn đang đến với buổi livestream trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Và trong buổi livestream ngày hôm nay, Yến Nhi xin mời các bạn cùng theo cho Yến Nhi vào phòng mổ số 3 tại bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Thì trong trường hợp ngày hôm nay, Yến Nhi xin mời các bạn cùng gặp gỡ một trường hợp của một vị khách hàng nữ đã có gia đình sinh hai bé và ngực xa trễ. Và kết hợp với đặt túi ngực treo xa trễ là kết quả như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo cho Yến Nhi vào phòng mổ nha. Và gặp các bác sĩ luôn ạ. Chào các bác ạ. Xin mời các bạn cùng theo dõi nha. Chúng ta cùng xem coi các bác sĩ chúng ta đang làm đến giai đoạn nào rồi ạ. Anh chào bác Kim ạ. Chào em. Bác ơi, thì với trường hợp ngược này thì mình đang làm đến giai đoạn nào ạ? Gần đến giai đoạn kết thúc. Dạ. Có nghĩa là còn đóng cái phần da kết là những cái mép da phía bên ngoài nữa thôi. Dạ. Là chúng ta kết thúc. Và trước khi đóng da thì các bạn cũng quan sát lại cái thì này nhé. Đây là cái thì gần như bắt buộc ở tại MCAS. Rồi bây giờ cho dựng cái người này lên để mình thấy được là ở tư thế ngồi thì nó sẽ thay đổi như thế nào so với lại các bạn nhìn thấy trên cái hình của iPad. Dạ. Trước khi đến với kết quả hiện tại thì bác Kim có thể là chia sẻ về tình trạng trước khi làm cho vị khách hàng này không ạ? Đây là một cái tình trạng tuyến vú rơi sợi, và đi kèm với cái rơi sợi đó là một cái bất thường của lồng ngực. Ở tư thế nằm này có thể các bạn thấy bên đây cái lồng ngực nó vuông nè, tức là cái lồng ngực bên phải là nó nhô, lồng ngực bên trái nó bị xuống như vậy, nó bị xuống thấp và nó đã đổ ra ngoài như vậy nè. Thế nhưng đây là ở tư thế nằm, ở tư thế đứng thì cái lồng ngực của bạn nó trả lại được như vậy nè. Bây giờ các bạn sẽ quan sát ngay, và ở cái độ sợi đó thì hai bên này độ sợi nó cũng khác nhau. Bên phải thì cái sợi nó nhiều hơn, nhưng bên trái thì nó ngã ra ngoài hơn. Cho nên trong cách làm các bạn đang thấy những cái đánh dấu này là chúng ta phải may cái phía chân này lên, may cái chữ này về đây, may toàn bộ cái này cho nó giật ngược vào đây. Và phía trong là chúng ta còn cái mũi may đính xuyên trên cái bề mặt cơ này để tạo cái đầu bầu như thế này nữa này. Chứ nếu không á là khi chúng ta túm cái quần này túm vào đây nè, nó sẽ tạo như này giống như là một cái rế rồi đó. Cho nên chúng ta cần siết vòng theo cái cơ để tạo cái đầu bầu như này. Nãy em thấy cái phần đó đúng không? Rồi đó. Rồi bây giờ các bạn chứng kiến khi dựng lên nhé. Tóm lại cái ca này nó có sự khác biệt là về độ sợi và xương sườn. Với độ sợi này thì ở độ sợi thứ mấy hả? Bên đây nó thuộc về độ sợi mức 3, cái này là mức 2. Mình đi đường mổ nào để đường mổ bên đây là đường mổ nó gọi là bong bóng bay, có nghĩa là đường mổ quanh cái quần. Dạ. Rồi một cái đường mổ đi xuống nữa. Dạ. Còn bên đây là đường mổ quanh cái quần thôi, như các bạn thấy đó, chứ nó không có cần cái đường mổ đi xuống. Dạ. Thì mình có kết hợp đặt với túi ngực, thì túi ngực này là ở size mấy thôi đấy? Size chúng ta đang chọn là size 300cc. Cái này thì có lấy cái mỡ bụng nữa và hút cái bầu bụng nữa, thì cái phần mở bụng và phần hút này sẽ tiến hành sau 2 ngày nữa. Chúng ta sẽ bổ sung những cái phần khuyết ở phía trên đây. Dạ. Rồi đi mình. Rồi đó là những chia sẻ về tình trạng ngực của khách hàng trước khi thực hiện nâng ngực và kết hợp treo xa trễ nha các bạn. Thì các bạn có thể quan sát thấy được sự thay đổi rất là rõ ạ. Và đây chính là hình ảnh của vị khách hàng chúng ta trước khi nâng ngực ạ. Và đây là chúng ta gần hoàn tất xong, chúng ta còn chờ đóng da nữa, thì cái phần nhìn lại đánh giá hai bên. Và các bạn có thể nhìn thấy thay đổi rất là rõ ràng nha các bạn. Và dáng ngực vuông tròn rất là đẹp ạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Okay. Xin cảm ơn ekip bác sĩ đã phối hợp trong buổi livestream ngày hôm nay. Và các bạn có điều gì còn thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới video livestream, thì chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc cho các bạn một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ MCAS để gặp bác sĩ tư vấn trực tiếp tại 14/27 Hoàng Dương Khương, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình livestream lần sau.